Tên lửa chống máy bay được trưng bày tại trung tâm Mạc Tư Khoa, tin từ Mạc Tư Khoa. Các hệ thống phòng không tối tân S-400 và Patsir S-1 của Nga hôm nay đã được nhìn thấy trưng bày tại một quảng trường ở trung tâm Mạc Tư Khoa trong một nỗ lực tuyên truyền mới nhất của Điện Cẩm Linh về sức mạnh quân sự của mình trong bối cảnh căng thẳng với Tây Phương về các vấn đề Ukraine. Tổng thống Vladimir Putin cho biết trong một bài phát biểu vào tuần trước rằng, Mạc Tư Khoa sẽ có đủ nguồn lực và quyết tâm để bảo vệ Nga chống lại điều mà ông gọi là kẻ thù tìm cách cắt bỏ chân tay của nước này. Được gắn trên các xe tải quân sự màu xanh đậm, hệ thống hỏa tiễn chống máy bay S-400 Triumf và Panzer 41 S-1, cũng như trạm radar Kasta đã xuất hiện bên ngoài bảo tàng lực lượng vũ trang của Nga tại Mạc Tư Khoa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết các thiết bị đã được trưng bày để tôn vinh 100 năm thành lập lực lượng phòng không của Nga. Thượng úy Mikhail Gadurov nói rằng, người dân Nga rất tự hào về quân đội của đất nước và họ có thể ngủ yên vì bầu trời của đất nước được bảo vệ an toàn. Người dân Mạch Tư Khoa đi dạo quanh quảng trường đã chụp hình các hệ thống phòng không. Cư dân Mikolay nghĩ rằng, sự trưng bày này là để thu hút sự quan tâm của mọi người về sự phát triển kỹ thuật hiện đại của Nga. Nhưng ông không nghĩ rằng nó có liên quan đến Ukraine. Tây phương đã bày tỏ lo ngại, ngày càng tăng về những gì mà họ gọi là Nga muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình kể cả bằng cách tăng cường hoạt động không quân xung quanh châu Âu và tăng cường các lực lượng quân sự của mình trên bán đảo Crimea mà Mạc Tư Khoa sát nhập vào tháng 3.